So sánh tay cầm A102L và M102, hai chiếc tay cầm ngon, bổ, rẻ, bán chạy bậc nhất tại shoptaycam.com với mức giá chỉ từ 200k. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào so sánh hai chiếc tay cầm ngon, bổ, rẻ mà anh em hỏi rất nhiều. Và đây cũng là những cái tay cầm mà anh em đặt hàng rất là nhiều tại shoptaycam.com, bởi vì cái mức giá của nó vô cùng dễ để anh em có thể tiếp cận. A102L ở phía dưới của chúng ta có mức giá sẽ tầm khoảng hơn 200. Và S102, một phiên bản nâng cấp của A102 thì có mức giá tầm khoảng hơn 300 nhé. Đầu tiên thì về giá thì hai em này sẽ chênh nhau đâu đó khoảng 100k các bạn ạ. Thì việc mà build một cái tay cầm không dây thì nó cũng tốn thêm rất là nhiều những cái chi phí. Nên là cái việc S102 đôn thêm một chút giá khoảng 100k thì chúng ta cũng có thể hiểu được. A102L là một trong những chiếc tay cầm vô cùng là thành công thì anh em cũng biết rồi. Ở đây thì mình đang có hai màu nha các bạn nhé. Có màu trắng của A102 này, màu trắng của M102. Rồi chúng ta còn có cả màu đen của S102 này và cả màu đen của A102L. Nói chung thì ở bên shop tay cầm sẽ đầy đủ cho anh em cả hai màu đen trắng của hai chiếc tay cầm này các bạn nhé. A102 và S102 đầy đủ. Đó, các bạn có thể nhìn qua về ngoại hình nhé. Về lựa chọn màu thì cũng vào tùy sở thích của từng người thôi. Thì mình xem qua cho anh em nhìn cái sự so sánh của hai màu. Màu trắng thì có thể nhìn thời điểm ban đầu nó sẽ đẹp. Còn nếu như anh em thích một chiếc tay cầm kiểu sạch sẽ màu đen thì có thể lựa chọn màu đen nhé. Đó, chúng ta có thể nhìn qua về so sánh giữa hai lựa chọn về bảng màu này nha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn qua về ngoại hình của hai chiếc tay cầm này các bạn nhé. Nói chung thì F102 nó sẽ thừa hưởng và phát triển từ A102L, một chiếc tay cầm vô cùng thành công và đã bán tại shop tay cầm với hàng ngàn sản phẩm đến hàng ngàn anh em rồi. Qua một số thời gian sử dụng thì mình đánh giá đây cũng là một trong những chiếc tay cầm ngon bậc nhất trong cái tầm giá khoảng 200. Nó vượt trội hơn so với Xbox 360 bản thường ngày xưa. Và với F102 thì nhìn qua ngoại hình thì nó cũng làm y hệt cái ngoại hình của A102L, các bạn nhìn qua nhé. Nó chỉ khác một điều là ở trên A102L là chúng ta sẽ có một cái dây liền như thế này thôi. Còn với S102 thì chúng ta sẽ không có dây liền nữa, mà thay vào đó ở đây chúng ta sẽ có một USB Decipher, cái Decipher 2.4G này để anh em có thể kết nối không dây nhé. Ngoài ra về đó thì với S102 khi mà các bạn mua tại shop tay cầm thì nó vẫn có luôn cho anh em một cái sợi dây để sạc cũng như là để chơi có dây luôn ý. Thì các bạn cũng có thể chơi M102 như một chiếc tay cầm có dây y hệt với A102L nhé. Nói chung thì với những cái chiếc tay cầm không dây thì cái việc kết nối nó sẽ đa dạng hơn so với những chiếc tay cầm có dây. Về cảm giác bấm thì mình đánh giá gần như là tương đồng với tất cả những phím bấm các bạn nhé. Đây là RB này, ở đây cũng là RB. Mình bấm cả hai thì nó gần như là giống y hệt nhau luôn anh ạ, không có điểm gì khác nhau cả. Mình sẽ bấm các cái phím nhé, RB này. Đó, nói chung thì các cái vật liệu cũng như là cái cao su các thứ để nó làm lên hai chiếc tay cầm này thì nó bê nguyên như nhau luôn. Đây là bấm cảm giác là y hệt nhau 100%. Đó, LT này, bấm y hệt nhau các bạn nhé. Cảm giác bấm và kêu nó cũng y hệt nhau luôn. Và cả những cái cụm XIBA này các bạn nhìn này, cái cụm cao su của nó giống hệt nhau luôn. Nói chung là trong cái tầm giá khoảng 200-300 thì tổng quan chung về cảm giác cầm thì con A102L là một con tay cầm có cảm giác cầm rất là thoải mái nhé, rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thoát. Về cân nặng thì chắc chắn là con A102L này nó sẽ nhẹ hơn các bạn ạ, bởi vì con này nó sẽ không có pin. Còn với những cái chiếc tay cầm mà không dây như kiểu S102 thì nó sẽ chứa ở bên trong một khối lượng pin tương đối để có thể chơi được không dây. Thì ở đây mình có cái cân, mình cân thử cho anh em nhé. Rồi, cái khối lượng của M102 là 217g các bạn nhé. Và A102L nó đâu đó tầm khoảng hơn 180g các bạn nhé. Đấy là mình sẽ không bỏ dây các bạn ạ. Còn nếu như mà mình bỏ cả dây lên cân cùng ấy thì nó cũng lặng phết anh em ạ. Thì nó cũng khoảng hơn 200g, 235g. Tuy nhiên thì khi mà các bạn kết nối thì cái cảm giác có dây thì nó sẽ không tác động vào cái lực để anh em cầm tay cầm nhé. Nên là để mà so sánh tay cầm nào có cảm giác cầm nặng tay hơn thì chắc chắn là con S102L này nó sẽ cầm bấm nặng hơn và chắc chắn hơn so với A102L nha. Tiếp đó là ở phía mặt sau của hai chiếc tay cầm này. Nói chung thì thiết kế mặt sau nó cũng giống y hệt nhau anh em ạ. Chỉ khác một chút ở đây là cái thông số này. Trên S102 thì nó sẽ có là 400mAh, nó có là cái pin của con tay cầm này nhá. Còn ở đây thì nó sẽ không có. Ở trên này nó ghi những cái thông số để anh em thể kết nối trên PC, PS3, Android và TV Box. Nói chung là cái việc A102L nó kết nối sẽ hạn chế hơn bởi vì nó có dây. Còn với con tay cầm S102 này sẽ kết nối nó tiện hơn một chút. Tí nữa mình sẽ điểm qua về mặt kết nối sau. Và ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái phím macro
LL và LR. Thì hai cái phím Marco này đều là những cái phím Marco update mới nhất 2024. Nên là anh em có thể Marco hành trình được các bạn nhé. Có nghĩa là anh em sẽ có thể làm một cái hành trình xuyên suốt với nhau. Nên là những cái tổ hợp phím khó như kiểu Marco FD, Marco liên hoàn những cái skill thì hai chiếc tay cầm này hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên thì để mà so với những chiếc tay cầm xịn sò hơn như kiểu của FireDZ thì anh em sẽ phải Marco bằng tay các bạn nhé. Các bạn phải giữ tay để có thể Marco bằng cái phím set này. Thì Shop cũng có một video rất là đầy đủ để có thể hướng dẫn cho anh em cách Marco trên S102 và A102L rồi các bạn nhé. Tiếp đó có lẽ là cái điểm mà mình nghĩ là S102 có nhiều lợi thế hơn so với A102L là nó là một chiếc tay cầm không dây nên là rất là tiện để có thể kết nối với những nền tảng của mobile nhé. Ở đây thì trên S102 nó sẽ có thể kết nối được rất là nhiều những cái nền tảng khác nhau. Ở đây thì có thể cả kết nối trên Nintendo này, trên Android, trên Windows thì chắc chắn rồi. Nó còn có thể kết nối trên iOS và cả là PS3 nữa. Thì mình cũng đã thử kết nối con S102 này trên những cái nền tảng PC thì đã có video rất đầy đủ rồi. Ngoài ra thì mobile thì các bạn có thể kết nối nhé. Bây giờ thì mình sẽ thử kết nối con S102 này trên một cái điện thoại của iPhone các bạn nhé. Còn với A102L thì là một tay cầm có dây nên nó rất là khó để anh em có thể kết nối với mobile. Thường thì mobile các bạn sẽ phải kết nối qua Bluetooth. Còn tay cầm này có dây liền rồi thì nó sẽ gặp nhiều trở ngại hơn. Đôi khi cũng có thể kết nối qua một cái hub chuyển đổi. Còn nếu như anh em thích một tay cầm có thể kết nối được cả mobile thì nên lấy S102. A102L thì nó có dây thôi. Anh em nào chỉ chơi trên PC, chỉ chơi trên laptop thì nên dùng nhá. Còn để mà đa nền tảng hơn thì chúng ta có thể lựa chọn S102L. Và để kết nối S102 trên iPhone ấy, thì các bạn sẽ giữ cho mình cái tổ hợp phím như cái sách hướng dẫn của nó nhá. Chúng ta sẽ giữ là LB cộng Home. Đó, LB cộng Home để tay cầm sẽ nháy sóng như thế này. Sau đó thì trên cái iPhone của các bạn ấy thì anh em sẽ vào Bluetooth này. Đó, các bạn có thể bật tắt Bluetooth này. Đó, sau đó các bạn kéo xuống cái thiết bị của nó đang tìm kiếm nhá. Ở đây thì nó sẽ hiển thị cho anh em là con DualShock 4 Wireless Controller. Đó, anh em sẽ tích vào nhá. Ok. Sau đó thì anh em chỉ cần đợi một chút thôi. Đó, nó bảo yêu cầu ghép đôi này thì anh em bấm ghép đôi thôi. Đó, ok chưa ạ? Sau khi mà anh em thấy cái tín hiệu trên tay cầm nó sáng ổn định home như thế này thì tức là chúng ta đã kết nối được con tay cầm với con điện thoại của mình nhá. Đây là mình đang sử dụng con iPhone. Sau đó thì mình sẽ vào thử một cái game trên iOS nhá. Đây là con Riptide GP2 này. Đó, con này mình đánh giá là cũng chơi được trên tay cầm nhá. Nên là anh em có thể kết nối được này. Đó, anh em có thể điều khiển được luôn nhá. Đó, mình thử chơi luôn. Đó. Ok. Nói chung thì khi mà anh em chơi trên mobile như thế này thì nó cũng có khá là nhiều những tựa game để anh em hỗ trợ ấy. Đó, anh em phải đua nhá. Đó. Mình thử cho anh em thôi. Thì khi mà anh em có một chiếc tay cầm có thể kết nối mobile kiểu như thế này ấy, thì nó sẽ đa dạng hơn khi mà anh em kết nối. Còn với A102L thì thường anh em sẽ chỉ chuyên kết nối trên PC và laptop thôi. Còn nếu như mà hỗ trợ mobile thì nó sẽ hơi khó cho anh em. Đó. Thì với một con S102 như thế này các bạn có thể thoải mái hơn, sáng tạo trong cái việc chơi game của mình. Đó. Thực ra thì những cái game của Android hay là game của iPhone hỗ trợ tay cầm cũng nhiều phết đấy. Mình cũng mới tải con này về thôi, gọi là đua nhẹ nhẹ cho anh em để biết là con game này cũng có thể hỗ trợ mobile nhé. Cũng nhiều game hỗ trợ mobile lắm nên anh em có thể thử nhé. Đó, mình chỉ đua gọi là nhẹ nhẹ một hai vòng cho anh em thôi. Thì với S102 các bạn có thể chơi được cả nền tảng mobile rất là tiện. Rồi, đó là một cái so sánh nhanh của Shop tay cầm về S102 và A102L. Hai chiếc tay cầm có ngoại hình gần như là tương đồng nhau. Vì kết nối không dây nên S102 cảm giác nặng hơn một chút khi mà có pin ở trong. Nó sẽ kết nối đa dạng hơn khi mà có Decipher, có Bluetooth nên là có thể chơi được không dây và có thể kết nối với những nền tảng mobile. Nếu như anh em thích một cái mẫu tay cầm như kiểu A102L mà có thể đa năng kết nối hơn thì có thể thêm khoảng 100k để lên S102. Còn nếu như anh em chỉ chơi PC laptop thôi, chỉ dùng cổng USB thôi thì có thể lấy A102 để tiết kiệm chi phí các bạn nhé. Đó thì qua cái video này thì Shop hy vọng là anh em sẽ có thể lựa chọn tốt hơn những chiếc tay cầm của mình để có thể mang đến những sự trải nghiệm là tuyệt vời nhất. Với những video so sánh như thế này mà anh em cần Shop tay cầm tư vấn so sánh những sản phẩm nào thì anh em có thể comment bên dưới để Shop sẽ lên những video sớm nhất để mang cho anh em nhiều thông tin hơn về những sản phẩm đang bán tại shoptaycầm.com nhé. Anh em ở Hà Nội có thể ghé qua trực tiếp Shop tay cầm để trải nghiệm rồi mua sắm nhé. Còn ở xa thì Shop sẽ ship tận nhà dành cho anh em nhé. Mua tay cầm chơi game, ghé ngay shoptaycầm.com nha.